MUVNFC, nghe cái tên cứ tưởng là một đội bóng toàn những anh em nghiệp dư, fan cứng của đội bóng quỷ đỏ thành Manchester đúng không nào? Nhưng không phải vậy, mọi chuyện sẽ sáng tỏ cho đến khi mình ra đến Hà Nội, giao lưu và hỏi rõ anh chủ tịch của đội bóng này. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh YouTube của TV Style. Và đây là hành trình 4 ngày 3 đêm chu du bóng đá phổi của mình ở Hà Nội. Tôi là Thi Freestyle. Và đây là chuyên mục Giveaway. Anh em hãy comment sự khác biệt giữa bóng đá sân bãi Hà Nội và sân bãi Sài Gòn. Một bộ đồ thể thao TF sẽ dành tặng cho anh em nào có comment hay nhất. Hello Tiệp. Hello hai em. Đã quá gặp Tiệp, xưa tập Mexico chung chắc cũng 2008 hay 9 gì đó, tính là cũng mười mấy năm mới đơn giản đâu. Hello anh Minh. Trời ơi, lại gặp rồi. Một năm gặp một lần. Năm gặp hai lần chứ? Hai lần. À đúng rồi, hai lần lận. Này đội có gì mới không anh? Cũng bình thường, vẫn những con người cũ thôi, bổ sung một số người thôi. Mới. Yeah. Có nói cho anh em biết rồi là đang đá giải hạng nhì. Thì do năm ngoái thì cũng hạng nhất. Xảy chân ở hạng nhất. Năm nay phải đá lại hạng nhì. Dạ. Yeah. Sao lấy tên MUVN? MUVN thì là đội fan của anh thôi. Còn thành viên cầu thủ thì đều là anh em đến đây là hợp đồng ký kết với các thứ là sinh hoạt theo tuyển chọn các thứ cả. Dạ. Cái này em có nói trong clip trước mọi người xem là biết rồi. Nhưng mà em thắc mắc là đợt này có ai fan MU nữa không? Không, đội gần như có anh em là fan MU đâu. Đây là đều anh em chơi bóng để dạ. Sinh hoạt tập luyện cả. Dạ. Dạ. Sợ mọi người lại hiểu lầm đây là đội fan MU. Ừ. Thế chốt lại, dấu hạ nha anh em nha. Đây là đội tại mình thích đặt là MUVN thôi. Ok, khởi động cái nào. Buổi hôm nay MUVN có trận bóng giao hữu nhẹ nhàng với lại một đối trẻ mới thành lập có tên là GMB Media, cũng là một đội đang thi đấu giải hạng nhì. Khả năng là trận này để mấy anh em trẻ bên MUVN giật quân, có thể là mình sẽ không được đá nhiều. Ở đây chúng ta cần phải khẳng định được giá trị của các bạn, đúng không? Trận vừa rồi về cách phòng thủ chúng ta tốt, nhưng mà về mặt tấn công hiệu quả chúng ta không có, bóng đá không phải gì. Đá hay bao nhiêu nữa chúng ta cũng thắng, đúng không? Điểm, đúng không? Thì trận đấu tiếp theo chúng ta làm việc để chăm chỉ để chúng con đạt được hiệu quả tốt nha. Còn mà sân đá thoải mái không áp lực gì cả, đúng không? Họ như mình như họ, một giải đấu là xác định là đây là một giải đấu bình thường, họ như mình như họ, nên là vào sân đá đúng quy chuẩn, đúng cách chúng ta suy nghĩ, quyết tâm để chúng ta có chiến thắng. Ok chưa? Thì hôm nay buổi tập này thì anh sẽ xếp đội hình và chuẩn bị kỹ thuật để chúng ta có những cái tốt nhất của trận đấu như thế nào nha. Đúng là mình truyền đây được này, đúng không? Đấy, người đến bóng đây, người đến bóng đây, người đặt ra đây này. Khi tấn công các bóng mình chỉ cầm bóng, đừng có phải truyền xong cái là chạy, đúng không? Đố các bạn ra ngoài sân như HVL các bạn truyền chạy đấy, chết ngay. Cứ bình tĩnh, phán đoán bình tĩnh nha. Khi phòng thủ sân mình một theo một. Ok, nào. Quay đây. Tốt. Đây, thế anh. Đúng rồi, thế anh, ok, tốt đi ơi. Tốt đây, Bi ơi, ok, Bi ơi. Tốt. Ok. Wow, thủ môn toàn con, từng ăn tập futsal nên chơi chân tốt quá. Về đan. Nhé một cái qua người gọn gàng. Sao anh mình? Hôm nay là không đủ những con người, thành ra mình cũng không thể chơi công được. À. Cứ phải chơi chặt chẽ. Ở mặt sân phủi 7 người, có thủ môn chơi chân tốt là một lợi thế rất lớn. Bàn bật hay quá. Rất chống chảy, Tuấn Bi không bao. Cú dứt điểm vừa rồi là của Võ Thế Tuấn, sinh năm 2000, từng ăn tập lò Việt Theo cùng lứa với Nhâm Mạnh Dũng, Hoàng Đức. Và bây giờ là Văn Đen, từng ăn tập lò Hoàng Gia Lai. Ôi là la, pressing. Wow, dứt bành kỹ thuật hay quá. Một đường chém mưu cho Tuấn Bi. Bước một gọn gàng. Dẫn bóng thẳng vào trung lộ. Chân trái nè. Không được rồi. Vẫn còn. Cơ hội. Không vào. Cú đá cuối cùng của Văn Đen chệch cột dọc. Văn Đen.
bật tường hay quá. Vậy má ngoài sai cục 2, không vào. Trời ơi, lại là má ngoài Chivilla. Hơi mạo hiểm nhưng phải công nhận là toàn con chơi chân rất tốt nha anh em. Cắt bóng hay quá, Văn Đen chuyền dài lên Bùi Văn Long, dứt điểm ngay vị trí của thủ môn. Phản công cho cầu thủ áo đỏ. Dứt điểm chân trái, không vào. Chuẩn bị đội chống trái, đường chuyền cột 2. Như vậy là đã có bàn thắng cho các thủ MUVN. Người ghi bàn là tiền đạo trẻ Thế Anh. Trời đất ơi. Theo mình quan sát là mình thấy là giơ chân lên đá hụt mà trái banh nó dính vô cái hai cái chân đó nặng lại. Ok, một trái. Trọng biên rất tốt. Cắn ngang, không qua được tay thủ môn toàn con. Nhưng cú ném bóng sau đó là hơi vội vàng. Cùng xem pha dàn xếp đá phạt này của cá thủ áo đỏ. Nhấp quá xa, nhấp. Cú đá thẳng vào hàng rào. Thêm một cú đá nữa, vô tình thành đường chuyền cho Bùi Văn Long ở phía trên. Chống chải quá. Khung thành rộng mở như thế này thì làm sao mà Tuấn Bi bỏ lỡ được. 2-0 cho MUVN. Kết thúc hiệp 1, tổ dự bị ra tổ chức đá ma nào. Hà chứ hả? Ê, đâu quá vậy? Mà đâu quá vậy? Cứ hứa ra vòng là vậy anh. Rồi. Ra rồi, ra rồi. Đây ra rồi. Chết va, bằng chứng rõ ràng nha. Ô là là, 20 đường truyền là sẽ có hình phạt nha. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Trời ơi, 17 cái. Chuyện cỡ đó thì chịu rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Té một cái là nhận phạt liền. Kê chân rồi em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nhận phạt liền, nhận phạt liền. Rồi, hiệp 2 bắt đầu. Pha đọc tình huống, bắt bài đường chuyền rất tốt của Tuấn Huy. Dứt điểm ngay vị trí của thủ môn. Sau cú đá thì Tuấn Huy và các hữu MUVN tổ chức pressing luôn. Không có phạm lỗi. Cơ hội cho Thế Anh. Trung vệ đội bạn vấp cỏ, lật sơ mi nằm luôn. Bây giờ thì tỷ số là 3-0. Bạn bật hay quá, hoàn sức. Tuấn Bi lắc giữa, dứt điểm ngay vị trí của thủ môn. Thêm một cú đá nữa của Thế Anh. Tiếc quá xa tiếc. Văn Đen lên bóng rất tốc độ ở hành lang cánh phải. Bùi Văn Long trúng cột dọc. Cú đá của cầu chiên từng ăn tập lò BVF rất tốt, nhưng cột dọc rất tiếc. Một chạm hay quá. Bùi Văn Long dứt điểm. Thêm một lần nữa, bóng lại tìm đến cột dọc khung thành. Một đường chuyền dài lên cho Thế Anh. Không được rồi. Phản công cho cầu thủ áo đỏ. Dốc bóng vào trung lộ, xuất xa. Như vậy là đã có một bàn gỡ cho cầu thủ đội bạn. Vừa mới nhận bàn thua xong thì MUVN lại có thêm một bàn thắng. Và người ghi bàn đó là Tuấn Bi. Nâng tỷ số lên 4-2. Sao Bi, ý người Bi đây. Còn đội mới cũng làm theo hết rồi, làm của em. Kim Messi bắt bài đường chuyền giữa tốt quá. Quá người hay. Đắc Long
hơi nhẹ rồi. Ngay lập tức là đường phản công cho cầu thủ áo đỏ. Thả đấy, trả về tiếng hai, dứt điểm, không vào. Cú đá rất mạnh nhưng không thể qua được thủ môn Thịnh Báo. Pha xử lý rất tốt của Thế Anh. Và sau đó là Văn Đen. Kim Messi xuất xa. Không có giải pháp nào khác ngoài cú dứt điểm trong tình huống này. Phản công cho thủ môn VN. Cơ hội 2-1. Hoàng Sức. Đường chuyền cột hơi. Thêm một bàn thắng nữa cho cầu thủ áo hồng. Sau bàn thắng vừa rồi thì Thierry Stein vào sân thế vị trí của Kim Messi. Thịnh Báo đường chuyền lên cho Bùi Văn Long. Trả về tuyến 2. Thierry Stein vừa mới vào sân có cơ hội nhưng chưa tận dụng được. Và thủ môn Thịnh Báo đã rời sân, nhường lại vị trí cho một thủ môn trẻ khác đang thử việc tại MUVN. Tuấn Bi, Thế Anh, Bùi Văn Long cũng đã rời sân. Thả bóng dọc biên hay quá. Đối diện thủ môn. Cú đá quá khó cho thủ môn trẻ đang thử việc tại MUVN. Thierry Stein. Có báo không? Có báo không? May quá không có báo. Đội hình của MUVN hiện tại trên sân chỉ còn Hoàng Sức với lại Văn Đen. Còn lại là các cầu đang xin thử việc tại MUVN. Cơ hội cho cầu thủ số 32, dứt điểm. Thả bóng xuống đáy biên cho Hoàng Sức, cắn ngang. Dứt điểm, không vào. Thêm một cú đá nữa, không vào. Ô là là, hết giờ luôn. Ông Đan ơi, bỏ ông Đan à. Đây. Vì em khỏe thế. Trong thời gian này đang dài, mình nói chúng ta cố gắng làm sao mình giữ sức tốt nhất để mình chơi giải nha. Cố gắng hy sinh một chút, hy sinh cá nhân, hy sinh bản thân mình vì tập thể tốt. Các bạn muốn đá tốt, được thi đấu giải thì những buổi tập này các bạn phải thể hiện được khả năng, chứng tỏ là khả năng mình để bạn nhìn thấy, đúng không? Tập là gì? Tập để đánh giá các bạn năng lực, tập để nhìn nhận. Mình tập tốt thì chắc chắn là mới thi đấu mình sẽ được thi đấu chứ không phải thi đấu nha, đúng không? Còn chúng ta tập chúng ta không tốt thì chắc chắn sẽ không được đá, vì bóng đá nó hiện trên sân nên là tất cả cố gắng có cơ hội không phải ăn tan này mọi những tình huống cách côn có 2 mét thôi mà đá không vào, nó không phải một quả 2-3 quả, đúng không? Nó thành một nếp quen, nếp quen sau này vào trong trận có những tình huống đó mình đá không vào, vì lúc tập là lúc cơ hội đấy mình đá không vào, đúng không? Chờ rằng khi vào sân đá thật thi đấu giải mình có cơ hội đấy mình đã không vào, nó bóng đá là tập gì nó thể hiện lúc mình tập tốt thì mình đã thể tốt, còn lúc mình tập thì có không ăn là rõ ràng vào sân đá mình không ăn, đúng không? Đấy tình huống không ăn thì vào giải chứ trận rồi mình có cơ hội mình qua được đâu, mình có bàn thắng đâu, đúng không? Nên là cố gắng tập là để cho thi đấu, tập thể hiện tốt, cố gắng làm sao mình làm tốt nha. Ok chưa? Cảm ơn anh em nha. Không gì thôi. Đây bình thường vẫn như một buổi sinh hoạt bình thường, hôm nay đội hơi vắng nhiều, vắng đến nửa đội thì hôm nay anh còn anh em trẻ chơi, anh em cũng đang trong giai đoạn giải nên anh em rất là quyết tâm. Anh em trẻ đang rất quyết tâm vì bản chất các bạn đang cạnh tranh và đều muốn được có một cái suất để vào sân nên việc đó là điều phải ghi nhận. Tôi hy vọng điều đó là tích cực. Thế thôi. Ok rồi, cảm ơn mình. Sao nhận thì vừa sức chứ không có quá sức đó. Dễ dàng tại vì theo như Minh nói thì đội đây là đội hình cũng là đội hình mạnh nhất của MU. Với lại đội kia cũng là đội mới á, nên cái trình độ thì nó cũng không có vượt quá. Nếu mà lên hạng nhất hoặc là HBL, HBL á thì chắc sẽ có sự khác biệt. Nãy đã thăm dò nhiều quá nên trận đấu nó cũng hơi có hai đội đá chắc chắn quá, đá an toàn, không sát nhiều. Hiệp hai bắt đầu thay cầu yếu vô bắt đầu có bàn thắng nhiều quá. Hiệp hai mới bắt đầu có sự thay đổi. Mai mình sẽ coi trận nữa. Hôm nay đến đây kết thúc được rồi. Anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh, chờ clip bên trong thời tới nha. Và Phạm Thi, chào, cấp like. Hẹn tập sau tại Hà Nội.